Liên quan đến tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết một số đoạn tuyến của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã chọn được các đơn vị trúng thầu để chuẩn bị triển khai thi công. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2 thi công xây dựng đoạn km 154,000, km 168,000, nút giao chợ lầu, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết thuộc dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam. Dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết có 4 gói thầu xây lắp, đến nay dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu của 3 gói thầu, còn lại gói thầu xây lắp 03 dự kiến sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tuần này. Với dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Phan Thiết Dầu Dây, ban quản lý dự án Thăng Long đã ký hợp đồng trao hai gói thầu cho hai đơn vị liên quan trúng thầu dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây có 4 gói thầu xây lắp, trong đó gói xây lắp số 03 đã tổ chức khởi công xây dựng từ ngày 30 tháng 9. Các gói thầu trong dự án cao tốc Bắc Nam còn lại đang được tiếp tục mở thầu.